Yo, hello everybody! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm cái video tiếp theo hay hơn. Ủa? Có cuộc đua heo đấy kìa hả? Trời đất ơi, có cuộc đua rồi. Thế mà hôm nay mình lên mình xem, nó bảo là ngày 20 mới có. Đúng là mấy chúa bịp các bạn ạ. Thế thì đua thôi. Ok anh em ơi, vậy là đã có cuộc đua Heroic rồi. Và hôm nay mình sẽ bắt đầu cuộc đua Heroic luôn nhỉ. Yeah. Trời đất ơi. Thế thì mình tính là up cái clip này vào buổi chiều cơ, nhưng mà bởi vì nó đã có cuộc đua rồi cho nên là mình sẽ quyết định là up vào buổi trưa luôn ha. Thế là cái clip buổi sáng các bạn vừa xem là lẽ ra mình tính up vào buổi trưa nay đấy, nhưng mà tiếc quá, rất tiếc. Rồi ok mọi người, thì cuộc đua Heroic của chúng ta lần này sẽ là con rồng gì đây? Đấy, cùng chờ đợi xem là hồi nãy mình tính là hôm nay vào mở cái sổ sứ mệnh này, nhưng mà thôi có gì thì để mai review ha. Hôm nay chúng ta sẽ xem thử xem cái cuộc đua này nó là cái gì và con rồng chúng ta sẽ đua là cái gì. Và hôm nay thì mình sẽ mở bang hội luôn nhé mọi người. Hôm nay mình sẽ rời khỏi cái bang này và mình sẽ lập một cái bang mới theo yêu cầu của đa số đông mọi người. Ok, ui giời ơi, con rồng mới xấu thế. Con ong anh em ạ. Trời đất ơi, con rồng này xấu thế. Hai Cololi Dragon. Con ong này ngày xưa mình cũng có chơi cái tựa game con kiến các bạn ạ. Ở nhà ngày xưa mình chơi tựa game con kiến đâu có liên quan đến con ong đâu. Nhưng mà nhìn thấy con ong này nó xấu quá các bạn ạ. Thật, con này chắc phải là con rồng Heroic xấu nhất từ trước tới nay rồi đấy các bạn. Theo đánh giá của mọi người thì cái con... Không nhá, cái này nhá, là đánh giá của bản thân mình. Thì mình thấy con rồng Heroic này là con rồng Heroic xấu nhất từ trước tới nay. Còn trong mắt của tất cả các bạn thì các bạn thấy con rồng nào là Heroic nào nhá, là con rồng Heroic xấu nhất các bạn ạ. Đấy, thì các bạn hãy comment xuống dưới cho em biết nha. Bởi vì là riêng bản thân mình thì mình thấy con này xấu nhất từ trước tới nay. Thì hôm nay mình mới có câu hỏi này. Thì nói chung là cái vùng đua rồng này thì nó mới, nhìn cũng đẹp các bạn ạ. Nói chung là cái vùng đua rồng thì nhìn khá là đẹp ha. Nhưng mà cái con rồng này thì mình vẫn không ngửi nổi, nó khá là xấu. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu hành trình cuộc đua. Vậy là ngày 20 nó sẽ ra thêm một con rồng Heroic mới. Hình như là kỷ niệm 10 năm của tựa game Dragon City thì phải. Rồi thì đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên là cho rồng ăn các bạn ạ. Thì chắc chắn rồi. Hôm nay lại tiếp tục là đua thôi các bạn ơi. Đua thôi. Đây. Nói chung là mấy cái nhiệm vụ đầu tiên thì đơn giản như kiểu đang giỡn thôi anh em. Mấy cái nhiệm vụ về sau thì nó mới khó. Rồi tiếp theo là nhiệm vụ thu hoạch. Đấy. Thu hoạch vàng cực kỳ dễ nha mọi người. Mấy cái lap đầu thì đi dễ. Đấy, thì tiếp theo sẽ là thu hoạch trái cây. Thì mình vẫn là trồng mấy cây này cho nên là cũng không có gì là khó hết hen. Đấy. Thì nó sẽ bị hồi pool à. Thôi phải bỏ qua mất 5 game đi. Mình có nhiều game mà. Tiếp theo là cho rồng ăn. Đấy. Các bạn thấy không? Mấy cái nhiệm vụ đầu khá là dễ nhá. Mấy con nào mà các bạn chưa cho ăn ấy thì nếu các bạn mà mở ra mấy con rồng Heroic ấy hay là mấy con rồng Legend ấy các bạn chưa cho ăn ấy thì các bạn cứ canh tới mấy cái cuộc đua các bạn để các bạn làm nhiệm vụ cho ăn một thể cũng được các bạn ạ. Không nhất thiết là các bạn phải cho ăn từ cái lúc nó mới đẻ ra đâu. Bởi vì là mình quay clip thì mình review rồng cho các bạn xem ấy, thì mình cho nó ăn từ cái khúc đấy. Còn nếu bạn nào mà chơi vui thì các bạn tiết kiệm thì các bạn chờ đến mấy cái sự kiện này các bạn làm một công đôi việc luôn thì nó sẽ ok hơn, đúng không anh em? Đấy. Còn ai mà vội thì cứ cho ăn sớm được, chả bao nhiêu đâu các bạn ơi. Nhưng mà nếu mà để đến sự kiện ăn thì nó sẽ được một công đôi việc hơn. Nhưng mà mình nghĩ là ai cũng muốn là review mấy con rồng đẹp ấy. Đấy, qua lap 1 thì khi nào các bạn cũng sẽ được 20 game nhé mọi người. Thế tính ra là cái sự kiện rồng bay là ngon nhất ha. Cái sự kiện rồng bay vẫn là cái sự kiện ngon nhất trong tất cả các sự kiện. Đấy. Bạn nào đã chơi qua cái sự kiện rồng bay thì các bạn sẽ biết là cái sự kiện đó chắc chắn là một điều là sự kiện ngon nhất luôn. Đấy, nhiệm vụ tiếp theo lại là cho rồng ăn. Mấy nữa phải xem cái bảng hồi pool đấy các bạn. Đấy, cuộc đua này đua hơi nghiêm túc một chút xíu nha. Cho nên là mình cũng sẽ phải chờ cái bảng hồi pool. Mình cho con này lại ăn đến 25 nha. 25 thì kiểu gì cũng đến cái bảng hồi pool à. Đấy. Cho đến 25 là kiểu gì cũng một là hồi pool, hai là xong. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là nhiệm vụ đấy, thu hoạch trái cây này. Chưa được cái nào luôn. Và chúng ta sẽ thu hoạch cái này đi cho nó nhanh. Đấy. Cái này chắc chắn là xong rồi.
Đấy, còn cái thu hoạch trái cây rồi anh em ạ. Hiện tại thì mình đã đạt tới lớp 3. Ui, thanh niên này nhìn quen lắm này. Biết đâu lại chung một người Việt Nam hay sao nhỉ? Không có người nào Việt Nam hết mọi người ạ. Một thanh niên người Mexico. Đây là Ba Lan đúng không? Hai người Ba Lan, hai người Mỹ với hai người Brazil. Thanh niên top 1 đang đạt tới lớp 2 với cái tên là Rechu với Everybody. Thanh niên thứ hai là Diego. Thanh niên top 4 là Red Eye Dragon à. Cái gì mà mắt đỏ hoa, rồng mắt đỏ hoa các bạn. Thanh niên, ui, mấy thanh niên này để hình rồng luôn đấy các bạn. Ghê, mấy thanh niên này chắc là yêu rồng lắm đấy các bạn. Một thanh niên để hình của bố già râu trắng này. Một thanh niên để hình con rồng bóng tối. Một thanh niên để con rồng sấm sét. Và một thanh niên thì để rồng lửa. Nói chung là cũng nhìn đẹp. Chết. Ô, đạt tới lớp 4 chúng ta sẽ nhận được một con ong. Chắc là con ong để mở ra cái gì đây. Chắc thế. Rồi đạt tới lớp 15 thì tất nhiên rồi chúng ta sẽ nhận được con rồng này. Thì mỗi lần có một cuộc đua thì lại có một bạn hỏi mình ấy là làm cách nào để nhận được rồng Heroic. Thì thực ra là mình cũng đã nói rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà để không phải nói đi lại nhiều lần thì bắt đầu mỗi cuộc đua thì mình sẽ lại nói một lần cho các bạn biết nha. Đó là nếu các bạn muốn được con rồng Heroic này có hai cách. Thứ nhất là các bạn đạt top 1 trong cuộc đua và các bạn phải vượt qua lap thứ 5. Nghĩa là các bạn qua lap 4, đầu lap thứ 5 thì các bạn sẽ nhận được con rồng Heroic này nếu các bạn top 1. Đấy. Và cách thứ hai là các bạn phải đạt tới lap thứ 15. Đây, cái lap này này các bạn. Thì nếu như các bạn đạt tới cái lap này thì các bạn sẽ nhận được con một con nha anh em. Kể cả các bạn có top 1 và đạt tới lap 15 thì các bạn cũng chỉ được một con thôi. Đấy. Bởi vì đây là cái điều kiện tiên quyết để các bạn nhận. Còn nếu các bạn muốn muốn skin thì các bạn leo lên nữa. Còn các bạn muốn có thêm orb của nó thì các bạn phải leo lên nữa các bạn ạ. Còn điều kiện chắc chắn là các bạn muốn con này chắc chắn đấy thì các bạn cứ đạt tới lap 15. Còn nếu các bạn muốn nó nhưng mà các bạn không đạt tới lap 15 thì các bạn phải vượt qua lap 5 và các bạn top 1. Đấy. Nhiều bạn nói là đạt lap 15 và top 1 sẽ được hai con. Thì không có chuyện đấy đâu nha. Từ trước tới giờ luôn đều không được nha. Mình thấy các bạn vài bạn nói là trước thì khi đạt tới lap 15 và top 1 thì được hai con. Nhưng mà không được đâu nha mọi người. Ngày trước mình chơi từ hồi mà 2016, 2017 rồi, 2017 đi. Thì mình cũng chưa được, mình đạt tới lap 15 và top 1 mình cũng chưa được hai con bao giờ nha. Cái đấy chỉ là truyền thuyết và huyền thoại được mọi người nói thôi. Nói tới rồi chứ cái đấy không có thật đâu anh em ạ. Mà những cái huyền thoại, truyền thuyết thì thường là nó không có thật đấy mọi người. Toàn là đến từ các thánh mõm VN thôi, cho nên là không biết được đâu. Rồi mình sẽ dùng cái quay thử đi ha, bởi vì là một cái chúng ta sẽ được quay một lần. Cho nên là chả ngại gì mà không quay hết các bạn ạ. Lẽ ra là mình tính là để mấy cái quặng, ui qua màn luôn này, ngon. Vậy là mình sẽ đạt tới lap 3 luôn, à đâu. Cái này chỉ là qua một cái nốt thôi anh em ạ. Vì hiện tại mình đang top 2 rồi. Thế nên top 1 thì bây giờ mới sắp tới lap 3 thôi. Mà mình có cảm giác là lần này có vẻ ngon đấy nha. Đây này, ui cái này đang giảm giá à? Cái này giảm giá thứ bao nhiêu à? Giảm giá 35% là còn 195 mà. 95 là mình có thể unlock được thêm một cái đảo nữa. Để xem thế nào ha. Đây, ở trong đây thì nó đang có cái event con ong này mọi người. Đây, con ong đây. Chúng ta sẽ sưu tập ong. Nếu được bốn cái này à? Bốn gì đấy? Bốn cái miếng mật này à? Thì chúng ta sẽ được đổi lấy cái gì? Đổi lấy một cái nấm. Cái nấm này thì tỷ lệ ra mảnh của hai cao mau flay dragon. Wow, ui ngon quá hả? Không, nói thế thôi chứ thường thì nó không ra đồ ngon anh em. Cái này thì sao? Breeding pick. Cái breeding pick này thì tỷ lệ lai rồng ra ngon hơn nha mọi người. Vậy ở dưới thì sao? Ở dưới thì ra bé cá sấu. Ui. À, bé cá sấu của mình như chưa 5 sao nhỉ. Nếu mà ra được 640 mảnh của con bé cá sấu. Ui. À, 120 sao cho nó ngon thế hả? Ôi mình muốn để làm thế để lấy bé cá sấu quá anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình ấy nha mọi người. Đây mình sẽ bắt đầu mình rời khỏi cái bang này và mình sẽ tạo một cái bang mới. Đây. Bởi vì cái bang này bây giờ là bang của người ta rồi, không phải bang của mình nữa. Và mình sẽ tạo một cái bang. Đặt tên bang là gà sinh tồn. Gà sinh tồn hai chữ N nha mọi người. Mình không biết là còn tạo được không. Bàng của Vũ Lít đi. Mình không biết là còn tạo được không nha mọi người. Bởi vì là bây giờ nhiều người đặt tên bang này lắm. Để hình con rồng đi cho nó ngầu. Rồi mình sẽ mở nhá. Mình sẽ lấy điểm hơi cao một chút xíu đi.
để tự do đi nhá, để tự do mà bạn nào mà phải chăm chỉ cày nhá, ai mà không chăm chỉ cày thì mình không cho vô đâu, bởi vì là ố được đấy anh em, gà sinh tồn 2N nha mọi người, vậy là vẫn được nha mọi người ơi. Đấy, vậy thì anh em vào đây, nếu mà bạn nào vào đây nhá thì các bạn chăm chỉ làm nhiệm vụ để cho tất cả mọi người cùng được đấy, tất cả mọi người cùng được và không ai cãi nhau, bởi vì là mình thấy là mỗi lần mình tạo bang á thì có rất là nhiều bạn chăm chỉ làm nhiệm vụ nhưng mà có một vài bạn không làm nhiệm vụ, và khi mình kích một vài bạn ấy ra thì các bạn ấy bảo mình ấy là mình xem thường các bạn đấy, mình không có quan tâm các bạn đấy, mình gọi là các bạn ấy không làm nhiệm vụ cho mình xem thường, thì thực sự là mình muốn là cái bang hội của mình á ai cũng làm nhiệm vụ để cho tất cả mọi người đều hưởng quyền lợi như nhau, chứ không phải là một số bạn làm nhiệm vụ của một số bạn ngồi không chả làm cái gì nhưng mà vẫn được phật thưởng như những bạn làm nhiệm vụ đấy. Vì thế mà những bạn nào mà chăm chỉ thì các bạn hãy vào trong cái bang này nha, để chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ đó. Rồi thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn ai không làm nhiệm vụ thì mình cũng không biết như nào hết đấy, thực sự luôn, mọi người cũng phải thông cảm cho mình, bởi vì là mình cũng hết cách rồi. Ủa, nó không cho mình trồng lại ấy hả? Không sao. Ở đây ta sẽ tiếp tục làm cái nhiệm vụ nhá mọi người. Đấy, hôm nay mình đã tạo một cái bang mới rồi nha. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ mình cũng như là ủng hộ cái bang hội này đến khi nào mà mình chán, mình không làm nữa. Mình không làm nữa không có nghĩa là mình nghỉ luôn nhá mọi người. Mình không làm nữa có nghĩa là đến khi nào mình có cảm hứng thì mình lại làm lại thôi. Đấy, chứ không phải là mình nghỉ luôn. Nhiều bạn cứ tự suy diễn là mình nghỉ luôn. Mình chẳng biết nói gì. Nghỉ chẳng qua là bởi vì là mình cảm thấy nó hơi chán, mình không có cái gì để làm nữa đấy, cho nên là mình tạm nghỉ. Rồi khi nào mình cảm thấy mình có hứng thú thì mình lại làm lại. Đúng không anh em? Đấy. Rồi. Nhiệm vụ khá đơn giản nhưng kiểu đang dở luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ... Ủa? Nhiệm vụ mới ạ, đúng rồi. Thì chúng ta sẽ đánh cái này. Đấy. Nói chung là mấy cái lap đầu đi thì easy mà, đúng không mọi người? Mấy cái lap đầu đi thì khá là easy. Còn mấy cái lap sau đi thì nó sẽ hơi khó nhá. Đấy. Mấy lắp đầu đi thì cực kỳ là dễ luôn. Bạn nào mà mới chơi ấy, bạn nào mà mình nói thật, bạn nào mà mới chơi đấy thì các bạn chỉ cần lắp 5 thôi là tỷ lệ mà các bạn ăn được cái top 1 là cao lắm các bạn ạ. Chỉ cần lắp 5 thôi nhá anh em. Top chỉ cần anh em là mới chơi chỉ cần các bạn lắp 5 thôi và tỷ lệ top 1 thì gần như 100% rồi, bởi vì là mới chơi thì hầu như nó xếp cho gặp mấy cái người AFK lâu năm ấy. Thì nếu các bạn đen vãi cả trưởng đen ra thì các bạn sẽ gặp một người đang chơi và họ đua thì cực kỳ gắt luôn đấy các bạn ạ. Có thể là chính các bạn đang đua với lại những nhau ấy, gặp phải đúng cái người comeback ấy. Thường thì những ai mới chơi thì nó sẽ cho gặp những người nào mà AFK phải 10.000 năm rồi các bạn ạ. Thì các bạn gần như là con rồng heroic đầu tiên thì gần như nó cho luôn đấy các bạn. Và cái này nó có một cách khá là hay, đó là các bạn sẽ đua với những người mà họ cũng chả biết là họ đang đua với ai. Cái là nó cứ xáo trộn 8 người này đua với 8 người khác ấy. Mà ví dụ bây giờ mình đang đua với 8 người này ấy, nhưng mà 8 người này đang đua với 8 người khác nữa. Đấy. Thì thành ra là nó sẽ có một cái vòng tròn 64 người đua. Rất là khó hiểu các bạn ạ. Nhưng mà khi các bạn chơi lâu thì các bạn sẽ tự hiểu ra được cái nguyên lý của nó. Ví dụ bây giờ mình đua với lại mấy bạn kia đi ha. Thì trong cái cuộc đua của mấy bạn đấy ấy, trong cái top 8 của mấy bạn đấy ấy, không có mình. Không có mình nha, bởi vì là mấy lần có vài bạn gặp mình ở trong cuộc đua ấy, nhưng mà mình lại không gặp các bạn ấy trong cuộc đua. Các bạn thấy không? Rất là nhức đầu luôn. Kho báu đang coi gì đấy? À, một cái kho báu miễn phí à. Mở ra. Ở bên trong có một cái chìa khóa. Khá là ngon. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi up. Hôm qua có bạn hỏi mình là sao mình có nhiều con rồng legend ở trong store thế? Bởi vì là ngày xưa chơi sự kiện mà. Ngày xưa chơi sự kiện cho nên là có nhiều dòng legend lắm. Mà chưa không có xài hết thôi. Mỗi lần mà chơi sự kiện nạp một đống tiền và là lại có một đống con legend á. Nhưng mà không có xài kịp. Ui, con rồng. Con này là em trai của Dragon Dragon này. Con Dragon Dragon ngày xưa mình khoái lắm. Ngày xưa cũng có nhiều bạn khoái con Dragon Dragon này lắm. Nhưng mà hay, hình như mình có con này luôn rồi. Con này có sai con này mình có rồi. Con này thì mình chưa có này. Rockfire Dragon. Con này like khó này. Con này có một hệ thôi. Không biết là nó có like giống con Poo Dragon không. Like giống cái con Legacy Dragon không. Là lấy hai con Poo like với nhau á. Đây là Atlas Dragon nhá. Là một thủy tổ của Titan. Bạn nào mà coi mấy cái câu chuyện bên Hy Lạp ấy các bạn thì bạn sẽ biết là Titan Atlas thì bị thần Zeus cho đi
gánh gánh trời và đất. Nghe thế thôi chứ cũng không biết là nó như thế nào các bạn ạ. Đấy, hôm nay thì cuộc đua đã tới rồi thì hy vọng là chúng ta hãy cùng đua với nhau nhá. Và không biết là các bạn đua tới lắp mấy rồi, chắc là các bạn cũng đua hơn mình rồi, bởi mình đua chậm lắm các bạn ạ. Và có thể là mình sẽ nhờ Uyên đua phụ nữa nha. Và cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.